Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Ngày hôm nay em Khả Năng Ô Tô có về một mẫu xe với tầm giá khoảng 120 triệu thì bà con sẽ được sở hữu một mẫu xe hạng sang đời ngày xưa rồi, cách đây khoảng tầm 20 năm rồi. Thì bà con đã nhìn thấy dòng này rất là nhiều. Và em xin tư vấn cho bà con, các bác anh chị luôn. Đây là một mẫu xe mà nó có thể nó sẽ đẹp hơn dòng Vios Nimo rồi Vios Corolla G các thứ đấy. Ghen tra ghen chiếc chắc chắn là không có cửa ăn chiếc này đâu các bác nhé. Nếu Gentra Việt rồi những dòng xe đời 2009-10 Chevrolet Spark các thứ là không có cửa ăn với chiếc này nhé. Đây là một chiếc xe hạng sang phân khúc hạng C đời 2001, tư nhân chính chủ biển Hà Nội 29A66583. Xe vẫn còn cái giấy ra vào cơ quan quân đội ở trên Hà Nội các bác nhé, ở trên Đan Phượng Hà Nội. Chính chủ em mua chính chủ của anh ấy luôn. Chiếc xe mà đời 2001 phiên bản Mazda 626 số sàn động cơ 1.99 đấy anh em nhé, gần 2 chấm đây. Nhưng mà anh em đừng quan tâm về cái mức xăng của dòng này. Nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn 8 lít rưỡi xăng trên 100km hỗn hợp thôi. Nếu anh em đi đường trường thì nó tầm 7 lít. Còn nếu anh em đi trong phố tầm 9 lít đến 10 lít tùy theo anh em đi. Nhưng mà dòng này thực sự là nếu mà anh em đi gia đình thì cũng đừng quan tâm quá về xăng. Vì nếu bình thường cái dòng xe 1.6 nó đi khoảng tầm 7 lít thì dòng này 6 lít thì tầm này tầm 7 lít, 8 lít thì nó cũng chuyện bình thường đúng không ạ? Đấy thì thôi mình chấm to thì xe đẹp bao giờ chấm nó cũng to hơn so với dòng xe mà chấm bé. Đấy, vì khung gầm nó nặng hơn thì chất lượng tôn vỏ với lại cái chất lượng khung gầm của nó đi nó đầm hơn, chắc hơn, nó nặng hơn, là đi nó sướng hơn, trải nghiệm nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ vì sao Camry nó cứ phải chấm to, tại sao không chấm bé thôi? Chấm bé thì nó là Altis với là Vios đúng không? Chấm to thì nó mới là dòng xe sang được. Thì cái dòng này là dòng xe sang mà xe người ta không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Chính vì thế nên là máy gầm của nó từ thời điểm hiện tại khoảng 20 năm rồi mà nó vẫn còn rất là ngon. Đề phát lỗ ngay, chạy vèo vèo. Cao tốc cứ không đóng được 120, em cứ giả lại xe cho em cho thêm các bác 100 triệu. Thế thôi. Cái dòng xe này đi rất là sướng nhé. Vừa đăng kiểm Khả Năng Ô Tô, vừa đăng kiểm xong. Vừa sơn quay và đăng kiểm xong nhé. Sơn người nó sơn cũ rồi mình phải sơn lại nó mới đẹp như này. Bóng bẩy, led căng từ trong ra ngoài, nội thất đến máy gầm, màn hình cam nùi đủ hết. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội có bao rút hồ sơ để cho bà con các bác anh chị 120. Đó, sơn xi máy gầm không phải bàn nhé. Dòng này bao bền, bao đẹp cho bà con các bác anh chị. Anh em đang nghiên cứu những dòng xe mà hơn 100 triệu thì Khả Năng Ô Tô xin được trịnh trọng giới thiệu cho mọi người một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, Mazda 626. Tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội đây, đăng kiểm tháng 10 năm 2022, tháng mấy kìa. Hôm nay đăng kiểm 6 tháng một lần, hôm nay đăng kiểm 6 tháng một lần. Đến tận tháng 10 năm 2022 anh em nhé. Đăng kiểm tháng 4 thì đến tháng 10. Hôm nọ em đăng kiểm là hai mấy tháng 4 đấy. Và gần đầu tháng 5 rồi. Đây là đến đây ngày bao nhiêu biết ngay, cứ 6 tháng một phát. Mỗi lần đăng kiểm là dòng này thì hết khoảng tầm 1 triệu anh em nhé. 26 tháng 10 năm 2022. Đấy. Rất là ngon, máy gầm không thể chê bro được, đi tầm chắc sướng lắm mà dòng này nó bao bền cho bà con. Trông thế thôi nhưng mà dòng xe Nhật có bao giờ nó tốn xăng đâu. Ví dụ như 2.0 thì nó sẽ tốn hơn 1.6 là đúng rồi, nhưng mà cái chất lượng khung gầm của nó sẽ tốt hơn so với dòng khác. Chính vì thế nó không bị mối mọt, không bị kiểu dạng như là tôn vỏ nó không bị mục mọt ra. Nhiều chiếc nó mục mọt ra như Nasati thì nó lại rẻ, đúng không? Đây, gầm của nó, bác nhìn nội em cái này. Gầm của nó bao đẹp cho bà con các bác anh chị luôn. Sáng trưng và không hề có han mục mọt gì cả. Đấy, bô nó còn sáng như này cơ mà. Đấy. Dòng xe sang thì đồng nghĩa việc chấm máy nó sẽ to hơn một chút. Đó, nên bà con các bác anh chị nào mà muốn đi gia đình, cũng cả tháng anh em đi có vài trăm cây thì tranh nhau có vài chục nghìn thì vướng cái gì đâu. Nó được cái xe đẹp hơn đúng không? Cái dòng 626 này thì thú thật với bà con các bác anh chị là nó sẽ ngon hơn Corolla G, cái phiên bản mà Toyota Corolla G mà động cơ 1.3 đấy thì không có cửa ăn con này đâu. Mà dòng đấy người ta hay chạy taxi, dòng này thì không bao giờ chạy taxi cả. Nên các bác an tâm. Xe bên ngoài thì em thấy có trang bị là đang đúc rồi, sơn thì em sơn mới. Và cái đăng kiểm thì em đăng kiểm mới rồi, biển thì biển Hà Nội. Đấy. Hơn nhau cái biển Hà Nội nữa, còn là phát tài nữa cơ. 665 phát tài kia, cái biển kia em nói các bác nhé, bán về Hà Nội thì anh em nào người Hà Nội giữ được cái biển này nhé, em nói không thể chê đâu được. 665 phát tài thì anh em nó dùng đến 60 năm thôi, cần gì 6 năm sau đúng không? Anh em mua về. Ở dòng này thì anh em không có liên hạn nhé, không có liên hạn và không bao giờ hả mà người ta thu xe hay là như nào cả. Trừ khi anh em đi anh em vất vả vất vật nó thì bỏ nó đi thôi, chứ còn nếu thật với bà con bác anh chị là nếu được chăm sóc thì nó vẫn đẹp như này. Các bác nhìn này. Đấy, nhìn xe sang nó biết ngay, từ đời ngày xưa rồi nhưng nó vẫn là xe sang. Đó. Nếu phiên bản này mà bản classic thì không có giá này đâu các bác nhé. Tiền nào của đấy bà con cứ chạy thử dòng này biết ngay. Em bán rất nhiều chiếc xe 626 rồi.
và chưa thấy một khách hàng nào phản hồi là em ơi xe đi chán lắm hay là em ơi xe đi không ra gì hay như nào cả các bác nhé. Chỉ có khen thôi, bảo anh đi thế đầm chắc chẳng hỏng gì cả. Anh em cứ thử hỏi những anh em nào mà đã đi từng đi cái dòng này rồi thì anh em sẽ biết được là chất lượng của xe nó. 323 là không bằng nó đâu nhé, 626 là form nó đẹp hơn và nó máy nó ngon hơn, chắc hơn so với động cơ 1.6 323 đôi khi người ta còn chạy dịch vụ. Chứ dòng này thì thực sự với các bác là không ai chạy dịch vụ dòng này cả. Chỉ có xe của cán bộ cơ quan trong quân đội này, xong về sau là thanh lý ra thì anh em trong quân đội người ta mới mua được, chứ bình thường mình không mua được đâu. Đấy, vì trong ngành người ta sẽ được ưu tiên mua, các bác đâu hiểu không? Đây này, nội thất này. Rất là đẹp luôn nhé các bác nhá. Sơn si nội thất nó trong này, vân sần cánh cửa các thứ còn nguyên nhé, không hề xước sát gì cả. Tay mở cửa này. Đấy, rất là đẹp, keo chỉ cánh cửa nguyên zin. Mua cái dòng này về tội gì phải mua mấy con Genta hoặc là mấy con Corolla G làm gì cả. Em có mấy con Corolla G 130, 140 đầy nhá, đời 2003. Nhưng làm sao ăn được con này đời 2001 được. Cái gì nó cũng có giá của nó các bạn. Những chiếc xe sang thì bao giờ nó cũng đẹp. Ngày xưa nó sang thôi chứ bây giờ nó bình thường rồi, nhưng mà nó vẫn là xe sang. Phân khúc xe sang cơ mà, phân khúc C cơ mà. Đây các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa? Ngon luôn, rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, vẫn đi được 5 người. Mà đi đâu có công có việc gì anh em đi con này nó vẫn oai mà. Có trăm để cho anh em 115 thôi nhá. Bao rút hồ sơ. Đấy, em làm chục triệu giải quyết ngay. Dòng này thì các bác nhìn này, đấy, ngon lành cành đào, không thể chê vào đâu được. Keo chỉ zin này. Zin là zin luôn chứ không phải vớ vẩn đâu. Hàng zin là đã bảo zin là zin. Đấy. Ốp option này, gương kính chỉnh điện nhá. Gương kính chỉnh điện hết. Có thêm nội độ thêm con loa chét là người ta dán thêm thôi. Cái này người ta dán thêm. Đó, vô lăng đây. Vô lăng còn tương đối là đẹp. Tương đối đẹp thôi nhưng mà xe cũ rồi mà. Tương đối đẹp nhá. Ghế da này có một chỗ tí nó rách rách ở lưng lưng người ta dán dây băng dính vào thôi, còn ghế này rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Chân nỉ nguyên bản này. Đẹp chưa? Không đâm đụng ẩm nước các bác nhé. Nói chung là xước sát về ba quẹt nhẹ thì không tránh được. Còn lại là đâm đụng nặng với bạn. Là bên em không có làm nên các bác cứ an tâm. Giờ em thử để đờ lổ máy cho bà con xem nhé. Xem em có nói đúng hay không. Cái dòng này khẽ đồ đề phát nổ ngay mà nó có bao giờ nó bị nổi đâu. Đi sướng lắm, đi chắc lắm. Đó, đây em đè lổ cho các bác này. Đấy, máy này, anh em nhìn thấy chưa? Lổ rất đều và ngon, điều hòa thì mát, mát rượi luôn đấy ạ. Nếu mà mùa nóng thế này mà điều hòa mà không mát thì các bác biết rồi gì. Chán đời lắm đúng không? Đây. Em sẽ chỉnh cái hướng gió nó về mặt em này. Cho các bác thấy độ mát của em nó nhá. Đây là mở gió lên, đóng gió này, mở gió này, đấy. Nó phả thẳng vào mặt cho. Cái điều hòa dòng 626 này nó cũng to hơn so với dòng xe kia. Chính vì thế mà nó cũng mát hơn. Làm mát nhanh hơn trong xe, tốt hơn cho so với những chiếc xe khác. Đó, ngồi trong một chiếc xe mà trời nắng như này, anh em ngồi trong xe đi nó vẫn sướng hơn nhiều đúng không ạ? Đấy, về quả vô lăng thì anh em nhìn thấy vô lăng còn tương đối là đẹp nhé, tương đối đẹp thôi. Đấy, xe cũ rồi, tương đối đẹp. Đấy, vân sần còn ok. Củ số thì đẹp, củ số thì đẹp, có hơi ố màu một chút vì nó 20 mấy năm rồi. Và cái củ số này là củ số zin theo xe nhé các bác nhé. Đấy, có thêm cái này là cắm USB này. Nhưng mà anh em có thể kết nối Bluetooth vào cái này, phát nhạc. Phát nhạc xong chúng ta cắm đấu lên màn hình này. Là nó lại bắt đầu nó phát nhạc trên radio cho chúng ta nghe. Còn đây là có màn hình sẵn rồi nhá anh em nhá. Anh em thích thì anh em lắp nhá. Có sẵn màn hình rồi. Ui có luôn căn nùi luôn. Đấy, như vậy là anh em chẳng phải lắp thêm gì cả. Đăng kiểm dài, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Ba rút hồ sơ. Còn nếu các bác không rút hồ sơ lại tiếp tục bớt 3 triệu. Ôi giời. Nói chung là bớt được nhiều thứ này thì tội gì mình không mua. Hơn 100 triệu thôi anh em mua về khả năng ô tô chắc chắn sẽ mua lại cho các bác 8-90 triệu. Nếu anh em đi 1-2 năm nữa nhá. Vẫn mua 8-90 triệu bình thường. Vì dòng này nó chạm đáy cái việc gọi là khấu hao rồi. Gần như là không rẻ hơn được nữa mà cũng không đắt hơn được nữa. Đấy. Đây phần khoang máy thì đây. Úi dồi khoang máy này. Úi dồi nhìn khoang máy nó mới cứng thế này. Nhìn em nhìn thích chưa? Để nhìn quá sướng luôn. Các bác nhìn nó nổ không hề một rung một tí nào. Em không có chai nước ở đây. Em để chai nước ở đây thì các bác này. Đảm bảo với các bác không hề rung, không hề rụng chai luôn. Đó. Ngon lắm, nổ êm ru, không nghe tiếng động gì cả. Đấy. Về đầu dàn sắt xi thì anh em có thể nhìn thấy này, nó vẫn phần cứng nó vẫn nguyên nhé. Không hề có dấu hiệu việc đâm va chạm gì. Keo chỉ bên này còn zin này. Đấy, chỉ cabo này anh em nhìn thấy không? Sơn xi sạch sẽ, lòng trong này cái nỉ cách nhiệt còn nguyên này. Ngoại đẹp nhìn nó phát biết ngay. Đấy. Vậy về con tin bên tai này thì có một tí gọi là cái lỗ nó không được meo méo một tí này anh em nhìn thấy không? Đây. Lỗ méo một tí đây.
Không phải là do gì đâu, chắc là do nó sơn nó bả vào thôi, chứ không phải nó đâm va gì cả anh em ạ. Đèn đóm còn nguyên đây này, đèn đóm chân đèn, tai đèn còn nguyên này. Đấy, bóc mặt ra để đánh bóng rồi. Đấy, bên này cũng thế này, đánh bóng đèn rồi. Chứ còn đâu là máy nổ này, yêu êm ru luôn. Đấy, điều hòa sờ vào đây này, toát ra mồ hôi nước này, nó lạnh. Điều hòa làm mát cực tốt luôn các bác nhé. Đấy, form dáng này, máy móc nhìn trông rất là ngon. Con này mà mua thì đi an tâm luôn, bao bền cho bà con các bác anh chị nhé. À, đặc biệt là thước nái là nó chảy dầu. Thì Khả Năng Ô Tô đã vừa làm lại chảy dầu thước nái rồi. Cái dòng này là nái là nó nái dầu chứ không phải nái điện, nên là anh em đã làm lại nái thì anh em yên tâm nhé. Có gì nói đấy, tội gì phải đấu nhau đúng không? Có sao nói vậy mà. Đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Chiếc này Khả Năng Ô Tô lên biết là cửa hàng là 122 triệu. Tất nhiên giá trên có giảm, có bớt, có báo rút hồ sơ. Để cho bà con có ba anh chị là alo trước khi Khả Năng Ô Tô đi. Đi xem đến chỗ Khả Năng Ô Tô xem xe này. Alo cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.